Kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay em tiếp tục phát tiền cho bạn Ni. Có cô Việt Kiều Mỹ là cô Dung Nguyễn có gửi về 1.700 đô và em sẽ trao cho bạn Ni với số tiền là 22 triệu và phần còn lại thì cô Dung Nguyễn có cho các bạn trẻ cũng như là phụ bếp cơm của vợ chồng chú Hai Phước. Và bây giờ xin mời quý vị cùng xem video clip ạ. Và hôm nay con sẽ tiếp tục trao tiền cho ba bà cháu tiếp là có cô Dung Nguyễn ở Mỹ có gửi về cho con là 1.900 đô. Thì trong đó có tiền cho Ni và cho tiền mẹ Ni mua gạo cũng như là bếp cơm của chú Hai Phước. Và bây giờ em sẽ trao cho cụ bà 70 tuổi là 500 ngàn của cô Dung Nguyễn ở Mỹ ạ. Cô Dung Nguyễn ạ. Cô Dung Nguyễn rất là nhiều. Và có gửi cho Tình cũng 500 ngàn ạ. Con cảm ơn cô Dung Nguyễn ạ. Và Loan cũng 500 ngàn luôn nha em. Con cảm ơn cô Dung Nguyễn, chúc cô nhiều sức khỏe. Rồi con xin phép chào ba bà cháu nha. Con thay mặt bà và cả em Loan thì con cảm ơn các cô chú Mạnh Thường Quân ạ. Con chúc cô chú có thật nhiều sức khỏe và con xin chào ba bà cháu thì ngày hôm nay con sẽ trao chú, các anh chị ạ. Ngày hôm nay con sẽ trao số tiền mà cô Dung Nguyễn gửi cho ba bà cháu, đó là cô Dung Nguyễn có gửi cho cậu 70 là 500 ngàn con gửi ạ. Mà cảm ơn cô Dung Nguyễn. Cô ở Mỹ ạ. Dạ. Cảm ơn cô Dung Nguyễn ở Mỹ đã gửi cho tôi 500. Cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn bà. Cũng cô Dung Nguyễn ở Mỹ cũng gửi cho em đất 500. Cảm ơn cô Dung Nguyễn. Và cũng gửi cho bạn Toàn 500 ạ. Cảm ơn cô Dung ở Mỹ đã tặng cho con. Cô chúc cô được nhiều sức khỏe và thành công trong công việc ạ. Rồi con cảm ơn ạ. Chúc cả nhà cô ai cũng được mạnh khỏe ạ. Anh chào Ni nha. Dạ em chào anh. Thì ngày hôm nay anh sẽ trao số tiền khủng cho em. Dạ. Đó là có cái cô Dung Nguyễn ở Mỹ. Dạ. Cô ấy gửi về cho anh là 1.900 đô gồm có trao cho mấy bạn trẻ cũng như là bếp cơm của vợ chồng chú Hai Phước. Thì em anh sẽ đăng cho một clip riêng. Dạ. Và cô có gửi về cho em là 10 triệu để cho phụ cho em việc mua xe máy. Dạ. Và bây giờ anh sẽ gửi cho em 10 triệu. Dạ. Dạ con cảm ơn cô Dung. Đếm đi. Lỡ dư trả anh chứ. Anh nãy anh nhờ thằng Toàn nó đếm dùng mà không biết lộn một cái phần. 10. Dạ. Trong này có 10 triệu anh. Thì con cũng cảm ơn. Rồi từ từ chưa cần cảm ơn sớm đâu. Dạ. Và niềm vui nó tiếp niềm vui thì cô Dung Nguyễn có gửi về cho em cho mẹ Ni. Dạ. 12 triệu để phát gạo cho bà con nghèo. Dạ. Thì anh sẽ gửi em 12 triệu. Ném luôn đi có sao đâu. Chứ không mình thiếu nói anh nữa. Là ngày hôm nay riêng của phần của Ni nhận của cô Dung Nguyễn là 22 triệu đó quý vị. Lại gần 1.000 đô luôn. Hồi xưa tới giờ chắc tháng này chắc Ni nhận được tiền nhiều nhất đúng không? Mới được đếm tiền đúng không? Và một lần nữa con cảm ơn cô Dung rất nhiều đã hỗ trợ cho con mua xe máy, hỗ trợ tiền cho mẹ con để phát gạo cho bà con cô bác cần nhà. Con thay mặt cho bà con cô bác cũng thay mặt cho gia đình con, cho mẹ con. Con cúi đầu cảm ơn cô, chúc cho cô có nhiều sức khỏe và chúc cô luôn luôn gặp những điều may mắn. Chúc cô đừng ở bình an, chúc cô vạn sự như ý ạ. Bữa giờ cuộc sống em có thay đổi gì nhiều không anh Ni? Dạ em thay đổi quá nhiều anh. Thay đổi như thế nào? Dạ em thay đổi nhiều, thay đổi cuộc sống nhiều. Ủa nghe nói em chuẩn bị cưới vợ hả? Mà dạ, có không? Dạ không, chưa có cưới đâu. Em làm nhà làm gì xong có nhà ổn định mới dám cưới. Hôm nay vui không? Dạ
Vui thì có thể hát một bài Khmer cũng được. Không biết hát bài nào. Mà hát đại đi, cha ơi, bữa giờ chưa hát khúc nào hết nè. Răng súng nha quý vị ơi. Biết hát bài nào. Còn không nhớ lời bài hát để hát nữa. Đột xuất quá. Ừ. Em đột xuất quá, không có chân thủ bài hát á. Hát bài nào cũng được mà. Mình đang trong tình thế này, hát bài tình duyên nó kỳ lắm. Ờ, hát bài gì cũng được, hát nhanh lên nè. Em biết không biết hát bài gì luôn nè. Em đang suy nghĩ. Hát bài gì comment cũng được. Đang suy nghĩ hát bài nào cho nó cảm động. Em hát bài tình trai giờ. Ừ. Ờ, đây con tiếp theo đây con sẽ hát bài tình trai gửi đến quý vị khán giả và gửi đến cô Dung ở bên Mỹ không anh? Cô Dung ở Mỹ. Thì giờ con xin phép được hát à. Tình cha ấm áp như vần thái dương, ngọt ngào như sông nước trôi đầu nguồn. Ân tình đậm sâu bao nhiêu không bằng. Sao không nhớ bài hát? Cái bài hát em không nhớ. Giờ em có thể gọi điện thoại nói chuyện với mẹ được không? Dạ, em thấy gọi chuyện. Sẽ báo cho mẹ vui. Bữa giờ mẹ em có mệt tim gì không? Dạ có, mẹ đi chích hàng ngày đó. Hồi tối mẹ mới mẹ hồi chiều hôm qua mẹ bị gãy cái giường, mẹ ngủ dưới đất luôn. Gãy giường luôn à? Giường nó mục á. Dạ mẹ ơi, con cầm số tiền là 12 triệu của cô Dung ở bên Mỹ gửi cho mẹ. Dạ, số tiền anh trao cho con rồi mẹ. Rồi. Rồi. Con cầm 12 triệu này con gửi cho mẹ. Còn cái này là số tiền của cô Dung luôn cũng gửi cho con. 10 triệu. Là tổng cộng 22 triệu. Dạ, tổng cộng con bữa nay con nhận được 22 triệu đồng. Của cô Dung ở bên Mỹ thì có sao, mẹ có lời gì nói với cô không mẹ? Mẹ có đôi lời cảm ơn cô Dung để giúp đỡ cho con, người giúp đỡ cho gia đình mình để tiền đem lại mua quà cáp rồi chia cho cô bác và con gần gũi với mình. Dạ. Mẹ xin thay mặt cô bác và con người cảm ơn cô Dung á nhà. Dạ, rồi mẹ ơi con hỏi một câu này mẹ. Mẹ cho gạo bà con, mẹ phát gạo bà con cô bác cách đi mấy ngày rồi mẹ? Mẹ không nhớ nữa, hình như là bữa 18, 19 tây gì đó con. Dạ mới đi 5 ngày phải không mẹ? Ờ, bữa nay mình phát gạo được mấy ngày vậy mẹ? Bữa nay mới 12, hình như là cách 5 ngày gì đó con ơi. Dạ rồi, khoảng cỡ 5-6 ngày nữa. Thì bây giờ số tiền này con gửi cho mẹ, mẹ giữ đi rồi con gửi thêm để có cô ở bên cũng ở bên Mỹ luôn, nhưng mà cô người Campuchia mẹ. Dạ cô người Campuchia bữa nay cô cũng có gửi cho con 100 đô. Dạ cô cũng có gửi cho con 100 đô để con chữa bệnh này. Cô nói là để cô gửi tiền cho mẹ để mua mấy trăm thùng mì hoặc là mua gạo gì đó. Cô bây giờ cô đang gom lại tiền, cô sẽ gửi lại nhờ anh Bình Định gửi cho mình. Dạ rồi tới đó rồi mẹ hãy phát một lượt luôn nha mẹ. Vậy là mẹ để dọn rồi xong xuôi mẹ mới phát một lượt, mẹ mới dạ. Chuyển cái đoạn clip đó cho con. Dạ để dạ mình rồi. Phát trước bác sao không dạ. Quay gọn được các con. Dạ một chút nữa con sẽ chuyển cái tiền 12 triệu này cho mẹ, thì con cũng cho mẹ thêm mấy triệu nữa.
Để giờ mẹ có định mua xe không? Con gửi cho mẹ luôn. Mẹ cũng định mua xe mà bây giờ mẹ xin xin giấy đi mua xe mà đi chưa có được đâu con ơi. Không thôi thì con giữ tiền để đó đỡ đi. Dạ, mình cái... mua xe thì tính sao đi? Dạ. Mua xe bà mở đi mẹ mượn rồi. Thầy hồi sáng có cô có người gửi, có mà cô Mạnh Thường Quân gửi cho mẹ là 3 triệu. Bữa nay cái này 12 triệu nữa là 15 triệu, con sẽ gửi cho mẹ 15 triệu. Cái đó là 15 triệu riêng đó con lại gửi cho mẹ đó hả? Dạ, 15 triệu này rồi mẹ cứ thì mẹ thích mua cái gì đó mẹ mua thì tới ngày mà mẹ phát gạo con sẽ gửi tiền thêm con. Con nhận từ bên cô người Campuchia xong con nhận cho mẹ con gửi thêm. À. Dạ. Thì con nè. Sẽ dạ. Nè cái giường mình gãy rồi nè, đang sửa cái giường nè. Dạ. Đó. Thì đó. Thì bà con cô bác ơi, cái giường của mẹ em đã bị gãy bây giờ đang đóng lại cái giường mới. Cô ơi, cô có hát không? Biết hát không? À, cô hát cho nghe Campuchia hả? Dạ dạ cô. Cô hát rồi. À, cô hát cho khán giả nghe đi cô, một đoạn cũng được à. Rồi con cô bác ngang cầm. Hát không biết chưa biết. Dạ. Dạ mẹ hát đi mẹ, con biết mẹ không biết hát đâu nhưng mà mẹ cố gắng nha mẹ. Dạ, à, mẹ cố gắng ha. Nhìn vô ống kính nhìn gì vậy. Rồi mẹ hát nè. Mẹ. Con nghe mẹ hát nè. Đừng được. Cùng hà tênh, lấy nhà tiền cũ. Hồn ơi cầm tao vô, hồn ơi cầm tao vô. Tại con bán kì. Hay quá mẹ ơi. Được được cô ơi, quá hay luôn. Dịch sang tiếng Việt đi. Mình sang tiếng Việt không có biết hát. Không, con nói ni dịch sang tiếng Việt ý nghĩa của bài hát á. Em dịch cũng không được luôn á. Không được luôn hả? Dạ, cái bài này cái điệu của nó là điệu Khmer. Rồi lời cuối cùng nè mẹ ơi, cuối cùng thì mẹ có cái lời gì gửi đến cô các cô chú Mạnh Thường Quân hoặc là có lời cảm ơn gì nó sâu sắc hơn không mẹ? Có con. Rồi mẹ ơi, mẹ ơi có anh rồi. Bình Định dấu yêu nữa. Mẹ cảm ơn. Bình Định dấu yêu mẹ không có hiểu rõ đâu. Mẹ cảm ơn cô bác anh chị Mạnh Thường Quân để giúp đỡ cho con và giúp đỡ cho gia đình mình. Yeah. Giúp đỡ cho bà con cô bác ấm mình. Bây giờ mẹ không có gì hơn bằng tấm lòng trung thủy của mẹ. Cảm ơn cô bác. Dạ yeah. Dạ yeah, mẹ ơi, mẹ kêu bà con cô bác á, kêu gọi bà con cô bác á, nhớ xem video, nhớ xem kênh kết nối yêu thương của anh Bình Định dấu yêu hoặc là anh các anh YouTube khác á mẹ, và đăng ký một like hoặc là đăng ký theo dõi để xem cái clip con mỗi ngày hoặc là anh em mỗi ngày á mẹ. Dạ. Cô ơi, cái đợt này cô có thể phát gạo hay là phát mì tôm hay là phát dầu ăn bồ ngọt đường gì cũng được á cô, cho nó dạ bác này cho cô phát gạo với phát gạo với mì rồi, tại vì chiến rồi mình có phát gạo với dầu với nước mắm. Bây giờ tính mua gạo với mì, nếu mua không có mì thì mua dầu ăn. Dạ, dạ rồi. Thì thôi mẹ cứ nghỉ ngơi đi, thì bây giờ mẹ có còn mệt không mẹ? Mẹ đi chích mới về ngày mới khoảng 11 giờ đi chuyền nước rồi. Dạ, yeah, rồi mẹ có đi thăm bà ngoại không? Bà ngoại mẹ rước về nhà mình rồi, mẹ thấy ở trong ruộng. Đâu? Lu bu quá mẹ đi. Mẹ cho nó chuyện con không? Mẹ đi rước bà ngoại mình về nhà rồi. Dạ. Yeah. Bà ngoại thì ở ruộng á, mẹ sợ bà ở đi lên đi xuống bà té. Dạ, yeah. Rồi bà ngoại yeah. Đâu mẹ? Bà ngoại đâu? Bà ngoại nè. Bà ngoại ơi. Đó. Bà ngoại. Ngoại nhớ con không? Nhớ khỏi nói đâu con ơi. Thì hỏi người bà ngoại cưng đó, bà ngoại đang cưng con Út Nhi nè, con Út Nhi mà ngoại cưng nhất nè. Ờ. Ngoại đừng có khóc, ngoại đừng có khóc con nè. Ờ biết rồi. Dạ. Ngoại ăn cơm chưa? Ờ. Ngoại ăn cơm chút chút rồi con ơi. Ngoại ăn gắng ăn nhiều vô cho nó có sức khỏe ngoại. Mày con nó đi, ngoại đừng có lo gì hết á. Con nó đi có mấy cô chú anh chị lo cho con rồi, ngoại đừng có lo gì hết. Dạ, ngoại cứ thả lỏng người ra rồi ngoại ăn uống nhiều nhiều vô cho có sức. Dạ, con này con không sao đâu. Dạ. Con khỏe đi, con khỏe đi.
Dạ con khỏe mẹ ơi. Ra xài mà không chịu xách cái vỏ theo. Vậy thôi con cũng con hỏi thăm ngoại. Dạ. Ngoại con lặn lỗ tai á, ngoại con nghe chút nó. Ngoại con nói lưng nhỏ nhỏ ngoại không có nghe. Nghe chút chút thôi không sao đâu con. Người nói nhẹ nhàng mà ngoại nhiêu được rồi con nói rồi là ngoại cốc nữa. Dạ. Dạ rồi vậy thôi ngoại ơi, ngoại nghỉ đi con. Con cũng xin là gác máy lại đi. Rồi ngoại nghỉ đi ngoại ha. Rồi ba đâu mẹ? Ba đâu rồi? Ba con đang xóm nhau đóng cái giạc cho mẹ kè gãy đó. Rồi kêu ba nói chuyện, kêu ba, mẹ kêu ba nói chuyện với con hỏi thăm ba một chút coi. Ba ơi, mẹ ơi. Mẹ cũng kêu ba luôn hả? Ba ơi, con có nhận được một số tiền là 12 triệu, 12 triệu đồng đó ba. Thì rồi con gửi tiền về quê cho ba mẹ để làm một chút công hiến. Cái này là cũng có tiền của mấy cô chú mạnh thường quân ở bên Mỹ á, trong ngoài ngoài nước đó mẹ. Rồi, của cô Dung Nguyễn mà trong của cô Dung Nguyễn. Cái tiền này là của cô Dung Nguyễn á. Dạ, cái số tiền này là cô Dung Nguyễn gửi cho ba mẹ để mua gạo hoặc là mua mì, bột ngọt, đường gì đó. Thì ba mẹ cứ mua. Dạ. Dạ rồi con cũng nói bao nhiêu thôi, con cũng báo tin vui này cho ba mẹ để biết á. Thì một chút nữa con sẽ chuyển khoản về cho ba mẹ. Dạ. Dạ thôi con xin con cúp máy. Con dạ. Máy đi vậy rồi. Dạ.